cá rô ruon rán ruon dai nhau nhau. Nhưng đây không phải rô ruon, đây là cá rô phi. Ngon chưa? Ăn là hai nốt nốt này, cuộn với cá, ăn rất là thơm, nó ngậy, nó mùi của nó thơm mùi của lá nốt. Và cái lá nốt là rất là tốt. Ăn hoa luyện với mùi cá. Nó hoa luyện với mùi cá nữa. Đấy. Ô tụi bố cái này nha. Đi nhu ơi. À cá tới nha, mấy là in chảo ấy, ba nên là. Ừ. Cá đây. Ngon này. Ăn ngon này. Cá này mới ngon này. Cá này đưa ăn nó kẹo ấy vô. Ừ. Cái này là mương nó xuống này bảo ạ. Đợt đấy Dượng đưa, Dượng đi mua về thả về chắc là chết hết. À, nó mua một mỡ như này nữa. Ừ. Không phải, thử thì ở đấy được, hẳn đấy. Nó? Hay là chết? Không hẳn. Chết thì đàn đàn đầu. Ừ. Mình cá mương đợt trước mình mua mình thả mà. Cá này mương, ngon này. Cá này nó không nướng nữa. Mình với Bảo đang làm ít cá các bạn. Để tia, rán, nướng. Đổ ra lại chứ gì? Ừ. Đổ ra lại chứ nhanh. Đấy, lặt cho nhánh. Có cái chày nhá. Đấy. Ôi nhưng mà con nhiều lắm. Không mang cái đĩa đi. Lấy đây. Ui con cua, cá cua này. Thôi cua này thả đi cho nó. Ô cua này. Ơi xời. Đấy, ao. Cua đây các bạn. Đấy. Ao có cua này. Anh em mình cũng thả luôn, nhưng mà có con đấy. Ui giời. Cứ đu. Ngon lắm đây. Ừ. Ui. Dán bữa đi. Trời, tuyệt vời luôn. Ui cua này. Ôi cua thả này. Cố lên nướng. Hả? Thôi, mỗi con ăn thôi. Ai ăn ai đừng. Lâu lâu chất tanh. Ôi giời, cái này chất tanh rồi. Lấy cái thau cái rổ ơi. Ok nha bạn, thì sau một hồi anh em mình là tắm rửa rồi làm cá nữa. Giờ là bỏ lên nướng luôn, than củi luôn. Không quên không ăn cái vỉ đi. Nên là ở cho dân dã. Đây. Thôi bỏ cái quay to ra. Tiết là cái đan này. Cái này hả? Nó để kê ở dưới này. À rồi đây, tiết ra. Ui. À rồi đấy, quy là đùa cắt này nhỉ. Đấy, để ra ngoài đấy. Nhưng than luôn. Hả? Không cần phải dựng đâu. Để như này thôi. Ui giời ơi. Anh em mình không đánh vẩy các bạn. Đấy, để nướng. Ê, quy à, mũi đùa. Trời. Ui, còn để, cần cá con để rán này. Cá không rán vẩy các bạn. Không phải cắm nữa, tính cắm mà. Nhưng mà ui, nóng quá. Ui. Ui. Tí bóc vẩy để ăn mà. Không cần kêu để săn cũng được ấy. Mỏng mỏng. Ui giời. Dán thế nào vậy? À bắt cái gì dán này? Hả? Nóng. Nóng lắm. Ủa thủ ninh nha. À kia nó tính adobo bùng. Ê, mấy phút cả adobo bùng. Đôi adobo bùng. Đấy. Xinh, đôi adobo bùng. Xê gà nó mới tăng một ninh nha mày. Trong khi chờ đợi rán một. Để bắt cái đồ rán. Đây, cá nhỏ đây các bạn. Đấy, cá nhỏ ngon lắm. Mấy
Đây là toàn những con rô. Nói như bảo là mồm rộng. Rô lắm mồm. Rô lắm mồm. Không lớn được, gầy gầy. Này anh em mình bắt hết. Mới là con cá thòng đong này nó trôi ở trên mương trên máng xuống này. Để tí là rán. Ừ, có mùi thơm luôn. Này, xe đá bay nhé. Ê. Đấy. Ui ơi, ngon chưa này. Đấy. Ui giời. Than củi nóng này. Ui giời. Đấy, tí bóc vẩy ra. Để bôi tiên ra. Miệng ta không bôi đồ xe này. Ôi từ đồ vay quốc ca. Bôi đồ pho này để bà đàn à. Mà tiếp bù bênh pho này. Đấy nào ấy. Ngon chưa. Ui giời. Muối luôn. Muối chấm gia truyền. Hả? Ôi quên rồi, không có đôi đũa này. Đấy. Đâu? Đấy. Muối. À rồi là ven nào vào. Ôi thôi. Để thiết kế cái chảo rán nữa. Đây là Bảo đang làm ở nước chấm thần thánh. Bên xa này để nó xuống. Đúng không? Để bôi. Ta cuối à mùi rồi. Mít ta bê xì. Nâu nâu các bạn. Nâu nâu tổ chức thay đổi không khí video một tí. Không suốt ngày. Các bạn mà suốt ngày các ông chỉ đi ngoài nông trại. Đấy, lâu lâu anh em mình thay đổi một tí. Ngon không? Ê, đi mau. Chanh. Ê. Đây. Ngon không? Ngon không? Ta cua à mươi rồi, cách nghe không có mẹ. Ngon không? Đam tỉ ở đây này. Cúi à mùi đường. Mấy ta lô bồ cả. Ê ê. Cúi à. À. Ăn đi. Cắt đi. Mấy ta cũng sang đi. À Mateo tới đây. À đô bùa kìa. Phân phân. Đấy Mateo đi. Mateo là chịu khó nhất. Nhất nhà luôn đấy. 10 điểm. Mateo thì lấy. Ta bây. Đã đã. Xình. À con đang. Ui. Mấy ta sang đi á. Ui giời. À mít ta kìa. Phô cù. Đây nha. Nó chân này. Đây rồi. Mọi người đây rửa chảo rán. Ê hê. Ta cuối à. Đấy. Ngon chưa. Rán luôn cá nhỏ rán luôn. Rán luôn. Ăn luôn cho đoàn. Ngon rồi. Cho mít đi. Mấy thằng cui à? Cui à? Nì mau, chanh cũng ngon. À, tuổi quá. Ê, tem bùn nó rửa rau quát đai bao bì kèn rồi. Khôn đi nha. Mấy ta khôn đi nha. Hả? Không có đôi đũa nào kìa, đôi đũa này. Đấy, giờ rán cá. Lấy cái lá chuối bỏ ra cái mẹt. Để tí, xúc ra mẹt luôn. Kênh vài phút cà phô ra để bà đăng ra. Được rồi đấy. Anh em mình cho tí muối rồi xóc. Để cho nóng chảo đã. Cả ngón đi. Lần lận nhá. Điều chỉnh than cho chín đều. Cái con kia sợ cháy. Đấy, điều chỉnh than cho chín đều. Mình phải cho lên này được này. Hả? Mình phải cho lên này được. Không sợ đâu. Nó khỏe đâu. Không sợ đâu, nó không dính đâu.
Ê, ê. Ngoan đi. Tuyệt vời luôn. Con ăn nốt đi. Hả? Ăn nốt đấy, bài thuốc đấy. Hả? Ừ, tí cấu in ăn nốt đi. Mọi người đi rửa này đi. Vậy là bà mũi tụi bây á. Là mũi tụi bây. Matthew này. Matthew chịu khó lắm các bạn. Giờ đi giờ lại. Trên khắp mặt trận. Nó bay 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 nhá. Tắm đi. Bye bye nha Bình. Đi vô bình. Đi vô. Ừ, chúng tôi thì tắm rồi. Bênh gà đàn nữa. Ô tụi vay cũng Matthew. Ô tụi vay cũng Matthew. Bênh gà đàn nữa. Cốt tà cốt tà. Điện đốt mết tay cô mẹ run đủ. Hả? Ô Matthew biết ăn nốt này. Hả? Đã bênh. Na bà bênh á. Matthew chịu khó lắm các bạn. Biết đấy. Ui giời. Đấy. Sôi nữa rồi. Sôi nữa. À sôi dầu rồi. Anh em mình cho cá vào. Chiên luôn. Gà chiên gà nướng. Không nấu canh. Quên mình không mang cái đũa đi. Đúng rồi, quá cái này cũng được rồi. Ôi dạ, ngon chưa? Đúng rồi trời. Được vào chưa? Ngon đấy. Được vào luôn. Hả? À? Đầu với nước thần thánh là cái gì? À, bán luôn, bán nhựa. Hay đĩa. Chỉ lấy 2-3 cái đĩa. Ngon tuyệt vời luôn. Ui à. Cái mô gà phơ nào đây bà đang à? Được rồi, bà mượn ra đó. Ăn muối không nữa ngon. Trung à. Đũa đi chứ đâu bảo ơi. Đũa đây chứ đâu. Ngon tuyệt vời. Đấy, có đôi đũa xào luôn. Đấy, mấy thanh niên thì cắt lá chuối rồi. Cá rán là anh em mình rắc tí muối vào, nó không sát. Chín rồi. Chờ cá rán đây. Mỗi chảo rồi. Ăn nước này. Ăn đi. Hả? Ừ. Ơi. Nướng hết thơm. Ừ. Rồi. Đây. Nướng hết các bạn. Chuyển sang nướng thôi. Để cá nhỏ, chiên cá nhỏ thôi. Ơi trời. Kênh nào có mẹ bé gì? Này ngay. Má chạm mạng avo tao bây. Ây xời. Cú gà bùi. Nào, có thầy. Cái nhỏ này thì có bao dâu đồ tàu quá gãy được. Chiên đoàn ngoan đi. Nào, viết ra. Ê xù. Tạm ơi.
Ngon quá, quá ngon. Quá ngon, quá tuyệt vời. Đấy. Thêm muối. Ăn luôn. Nốt luôn. Cá rô giòn, rán giòn, dai nhau nhau. Nhưng đây không phải rô giòn, đây là cá rô phi. Ui giời, ngon chưa? Cá cùi à? Đấy, ui giời, vàng khe rồi các bạn ạ. Đây này. Ui giời. Lấy xẻng xúc luôn. Lấy xẻng á, xẻng đang có dính cá, rửa dầu tí nào. Rửa dầu cho nó... Ui giời, anh em mình à, dán được một mẻ cá rồi. Ê hê. Ê, ôi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Ui giời. Ây. Đấy, dán luôn. Ý à, người cầm quan cuốn nanốt. Chấm với nước chấm thần thánh của Khá Bảo. À, ui giời. Ý giời, như nhà hàng cái này. Như nhà hàng 5 sao cái này. Anh em mình cá nhỏ ấy đấy. Hả? Dượng thích cá nhỏ ạ? Con cá nhỏ đấy. Ừ. Đấy, anh em mình thì dán đâu. Nó không bị sát đâu. Ui à. Ui à. À vô. Bơ xì cuối à. Ui à. Đấy. Giờ nào. Dán cá phải cái nứa nào phải cho vào vừa nứa đấy để nó cũng lật. Nhỏ dán cùng với nhỏ. To dán cùng với to. Nhà mình là kinh nghiệm ba đời rán cá rồi. Mình lâu lâu phải rán này, không rán là thất truyền mất. Ấy xời. Ngon chưa? Kinh nghiệm ba đời rán cá này. Đời mình là đời thứ 4. Không rán là thất truyền đấy bảo ạ. Đừng đùa. Ấy xời. Cảm tưởng nó đã giòn rồi này. Đây này. Ui giời. Ui giời. Đây này. Để micro này. Đấy. Cảm tưởng đã giòn tan này. Ui giời. Tan thật. Hôm nay là một video cải thiện cho các bác tổ trưởng tổ nhóm món chất tanh ao cá ao nhà làm được. Cha. Đó, ăn món nào trước đây? Tí rửa cái mẹ này đi, không phải để mấy con cá đấy. Như nhà hàng cái này. Đây, bỏ bà nhát đây. Dầu xôm xung là cá muốn chín luôn này. Đấy, nhanh lắm. Đấy, vàng luôn này các bạn. Bỏ chưa vào, chưa đầy 5 phút này. Đúng rồi. Cá tanh 10 điểm. Nó nốt rồi. Nó nốt rồi Matthew. Ui giời, nó nhiều vào. Ít thế. Dắt ra vào. Ui giời, nó nốt rồi các bạn. Anh em mình trồng được ít nó nốt ở sau nhà đấy. À, Matthew đi hái được tí là cuốn này. Cái nano này, cái phần này Ninh Hòa Việt Nam phần là nano mà cái câu mẹ ơi mua từ bình quan tôi đi cà phê sạch phía cam mua từ bình và đi gái phía cam mua từ bình để bôi con mẹ run tủ không bên gì anh đang nói mọi người hướng dẫn mọi người ăn cái cây nano này rất là tốt anh ghi cô mẹ phần này sang gì ta mình mua tủ anh bổ máu nữa đấy. Cũng là một loại thuốc đấy các bạn, cây thuốc đấy mình đặt chưa vừa rồi mình xin được bên anh Nhân ít mình đưa ra mình trồng. Đôi em mình của vai cốt tầm mày y hoàn này gì ông mà tầm mày mà phần này để mai bay sử vô cùng nó tay một đúng em này hả cốt tầm mày tới đây em mình của vai cốt tầm dùng của Matthew vai nào vào ra với đủ á đấy cây nano nốt là nó rất là tốt, nó gần như là một loại thuốc cũng lam đấy. Theo mình thì cảm nhận như vậy, ở quê mình thì nhiều người nói như vậy.
gần gần chín hết rồi. Còn là mẻ cuối cùng các bạn ạ. Bảo xem cá được chưa. Đây, đây được đấy. Ừ, dán đã xong rồi. Mẻ cuối cùng các bạn ạ. Ui trời, táp bơ lôn, tù. Nơi ui, chín rồi, được đấy. Hey. Ui, cắt ra nhà mặt, cắt ra nhà tôi ra. Ê trời. Đấy. Ui giời, một mẹt cá rán luôn. Đấy, bên này có một mẹt cá lớn luôn. Để đưa cho ra đây. Chiến đấu thôi. Ui giời ơi. Ta cui à. Đấy, quấn nan lốt. Ui, để cho ra đã. Đấy, đây. Đây à, ngon chưa? Anh em mình rất là dán nó không bị sát nên là đây xong rồi các bạn ạ. Xong rồi đây hai mẻ cá. Ôi thôi vào trong đây thôi. Đây vay đi đâu ăn thôi, chiến đấu thôi, chiến đấu thôi. Ui giời bày hết nát chuối rồi. Đấy trời, đấy hai mẹ luôn. Đấy thôi để ngồi thế được. Ngon chưa? Bái sen đây. Ui giời, đấy. Trời ơi. Đấy, hai. Ui, ngồi ngồi, ngồi cho gần gần nó cho tình cảm. Ui giời. Đấy. Ngồi, 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 ngồi. Hả? Nhìn, nhìn tranh vênh này. Sập cũng được ấy. Có sao đâu. Sáu mà sập được ấy. Bái sen nào mày. Ui giời, ngồi này à? Ngồi đứng này. Ui giời, mình ngồi đứng không? Ngồi được. Đây xa đi đây. Đấy. À. What da kì. Để phần em cabin. Để phần phần hai em quay phim, em Dũng em cabin ấy. Ê what da cabin không Dũng á. Ê hai em. Đấy. Ưu tiên cho hai em quay phim một chút. Đấy cá đây. Cá nướng nữa. Đó. Trời ông đứng cười. Hai ông vừa đứng cười thôi. Ủa đây, để bê một con ra bên đây. Ê trời, để xa luôn ở đây này. Đây. 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 Cho hai em luôn. Thôi làm bt. Cùng ba này là. Hai công. Ui đây, hai em này. Em Dũng với em Aki. Đôi, cái thằng này. Em Dũng với em quay phim. Hai em luôn. Ui xa. Đấy. Đây nát nốt nè. Ui vẩy chưa, vẩy nước chưa. Ê xa. Đây, dính đông gù đây. Dính đông gù đấy. Đây, mới vội chấm. Mới vội chấm này. Đấy, vội chấm. Bảo, đây. Nhớ, ta đây. Đây là con mẹ, ui giời, tay, tay sạch này. Để bốc xong đấy đi. Ui giời, cá giòn tan các bạn. Đấy, ui giời, ui giời, ui giời. Ê. Tôi đuổi về bảo ơi. Ấy, ai này? Hả? Ừ. Sa đi. Ui giời. Mời các bạn nha. Đấy. Sai, có mẹ tên là con mẹ. Kênh có tại con mẹ bê xỉ mà nữa con mẹ. Đấy. Hả? Đây nó nốt à? Đây. Nó nốt quấn cá luôn ngồi. Ấy, vay xe đây, mày mày vô đủ. Ê giời, các ông ngồi cẩn thận vào. Đây là quấn con cá. Mình cũng bạn. Mình cũng à. Đây. Đấy. Ui giời, ngon đi. Ngon rồi. Đây, ăn này đỡ đau đầu đi. Bồm. Mời các bạn ăn cá nướng cuốn nó nốt với anh em mình nhá. Ui à. Hả? Ui à. Ui à. Ui à. Ăn. Ngon nhỉ. Ngon. Tao mày. Ui. Ngon à. Cứ ăn bên. Ui à. Ui à. Hôm trước kiểu nó nốt đấy, hôm nay là có thơm mày quấn cá thơm. Super sexy. Em dùng em cái bình thêm cá nhọn lên. Ừ. Đấy, tay sạch nha. Ngon lắm. Ai biết gì cái kia đâu. Đây này. Cá rô nướng này các bạn. Ui. Ăn tay để cho nó sạch sẽ. Đây. Này. Cá rô nướng này. Ui. Thịt này. Này. Ngon đâu. Ngon đi. Đấy, ăn đi. Đi nhu. Đấy. Cá rô cái vảy anh em mình nó nướng để ăn than nó bong rồi các bạn. Đấy. Ngon lắm. Ừ. Ơi.
Cua mui luôn. Tiếp ra đi con mẹ. Đấy để giữa này. Đấy. Quấn lên nó ăn vẫn ngon này. Ăn đi. Đây ra. Ăn đi. Ăn đi. Đấy. Sinh, tí đây bếp xì gà ăn đi con mẹ tao đây. A vô. Ừ. Vào theo. Dạ. Ừ. Đây bắt bố này. Cái này bắt ngón nào bố này. Người mình ngồi hơi mất diện tích đi hả? Abo, Agi, rồi, Agi, 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 ngon lắm các bạn, thơm, cái nướng thơm lắm, à, tiết đã, đây này, cái vảy nó bong nó hết đây này, đây, cái vảy nó bong nó hết còn tạt thịt không này, thành quả của ao cá đấy các bạn, đấy. Nào, ai ngồi sao? Chào bà. Chào bà. Ừ, ngon này. Ừ. Ngon lắm. Vui à? Vui à? Cái lá nốt này thơm thật. Thơm lắm các bạn ạ. Các bạn là ai ở nhà ai rán cá đấy, cứ cấu cái lá hái nốt này cuộn với cá ăn rất là thơm, nó ngậy, nó mùi của nó thơm mùi của lá nốt. Mà cái lá nốt này rất là tốt. Nó hoa luôn mới cả ăn. Nó hoa nữa, nó mùi cá nữa. Đấy. Nhạc đẹp ba. Đây là cá nướng không nuôi thoát. Đấy, mấy con cá nhỏ nhỏ vừa anh em mình thả vào. Tiếp ra con mẹ. Ngon lắm. Ô, phần nó mèo tí. Cái đầu mới ra tí cho mèo chúng nó. Ôi thơm này. Tao ý đi. Ta bu ra. Ta bu ra. Ta bu ra. Ta bu ra. Đấy. Ủa nó ra đi. Nè, ta ra chả ra. Thơm lắm. Đây này, để đút lấy cho Dũng miếng. Đấy đây, miếng trà đấy thôi. Hả? Đấy đây. Dũng ơi. Dũng ơi, ứng trước miếng đi. Ôi trời ơi. Món thứ đôi luôn. Ngon này. Ngon này các bạn. Ngon tuyệt vời luôn. Cá nướng cuốn ăn nốt đúng nè. Đặc biệt quá. Đẹp bà chi quá. Đẹp bà chi quá. Chào bà bè. Chào bà bè. Chào bà bè. Đấy. Lấy tay cầm nó nốt trong bốc. Ngon. Thì ok nha các bạn. Thì bây giờ anh em phải để tất cả mọi người ăn uống tự nhiên các bạn. Thì như trên đầu video anh em mình nói để khá lâu rồi. Anh em mình hôm nay muốn thay đổi không khí của video một chút. Các ngày thì cũng hôm nào cũng vậy thôi. Cứ đi đến các nông trại để hỗ trợ giúp mọi người phát triển. Hôm nay thay đổi video một chút. Cũng như kéo cá lên và cũng như bắt mấy con, có mấy con cá to anh em mình bắt mấy con lên để cùng mọi người nướng để cho tất cả mọi người thưởng thức món cá nướng cũng như ít cá nhỏ thì ra lên để mọi người thưởng thức được các bạn. Thì tất cả mọi người bây giờ anh em mình muốn để tất cả mọi người ăn uống như tự nhiên các bạn. Thì ok các bạn, video này anh em mình xin phép được dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video ý nghĩa cho anh em mình xin một like, một chia sẻ với cái kênh Đông Bao Nổ Vlog Cuộc Sống Tại Châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực xem nó hay, cũng như giúp đỡ nhiều cảnh khó khăn trên miền núi Châu Phi các bạn. Chào các bạn. Cảm ơn anh. Đây để mọi người ăn uống tự nhiên. Cũng như để hai em Dũng em quay phim ăn uống tự nhiên. Đấy. Đây, Dũng Gabin. Chiến đấu luôn đi. Đấy. Cuối à mới được. Cuối à mới được. Cuối này. Mua đồ ngon này. Món này, món thịt. Ngon. Dán già. Quả dán già luôn.